xong mình bây giờ cứ đây cứ dọn nhà mà không làm chồng em cũng khác phải làm chính xác dọn nhà nó còn chưa biết gì bây giờ em cũng luôn là thằng chồng nó sẽ nhìn thấy là em vẫn đang luôn còn em mà không làm tự chồng nó sẽ làm nuôi em không ơi 3 tháng cứ nghỉ được không chị ừ. 3 tháng chị nghỉ thì chả có lương chị cứ lương là phải nộp vào xong cộng với chị có bán hàng mới có lỗ gì đâu vì là chị toàn đi tận đây có cộng với là dân chị lại đau nữa thế thì nó cũng vẫn đầy đủ có trả thiếu gì thế thì mình bảo béo mình làm chồng mẹ cứ như vậy thở ra chồng bố mình đi tập thể dục khó để cứ đi làm việc mà không nghĩ là nó bị suy tính mạnh vậy làm việc cái gì và cô chị khá nó có đi đủ lý do ấy xong rồi mình thấy để mình nghỉ chứ còn bây giờ thì mình còn lấy tham lam vài cái đồng thực hiện cái gì đứa nào mới làm cho mình nó bao công cho mình thì nó chúng nó đi làm nó có tiền nó mới thích làm chứ cái giống đó trường hợp con bé trồng chuối hay làm gì giật phát chết gãy cổ gãy cổ vâng sao mà trồng chuối chuối vậy gãy cổ đấy chết rồi ở Việt Nam mình là làm nhiều cái gì là tập để cho nó khỏe cho nó thấy thì phải từ từ không sao cũng thích làm thực ra không phải là vì là bởi vì huấn luyện viên đấy người ta cứ hướng cho học viên để cho người ta sân thận lên câu chuyện đấy thích thể hiện chứ còn như chị ấy học như tôi đây học viên đến đây đều có nói cái câu chuyện học hành như thế chị không giận thì không giận mình cứ không kiểu như là không khích lệ người ta không khích lệ xong người lại cứ kiểu muốn là mình phải đúng rồi đạt được cố khi người ta làm được là người ta lại cứ thích người ta thích xong người ta lại cố gắng hơn những cái việc đấy mà cái việc đấy nó có tốt cho sức khỏe đâu